Quý vị và các bạn thân mến, từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 7 diễn ra ngày hội du lịch văn hóa chợ nổi Cái Răng. Hiện tại thì mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng cho ngày khai hội. Quận Cái Răng đã triển khai sửa sang nâng cấp lại cầu cảng, lắp thêm nhiều đèn trang trí, kiểm tra thay mới hệ thống phao nổi tại cảng và bố trí thêm nhân viên trực để hướng dẫn sắp xếp phương tiện, hành khách lên xuống bến an toàn. Vận động người dân thường xuyên dọn dẹp vệ sinh môi trường trước nhà để tạo vẻ mỹ quan đô thị, chuẩn bị cho sự kiện. Ngày hội năm nay sẽ có nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn như diễu hành tàu trên sông, trưng bày thuyền qua, biểu diễn đơn ca tài tử trên chợ nổi, phục vụ bánh dân gian, trái cây miễn phí cho du khách, giới thiệu sản phẩm nông sản, điểm đến du lịch, đua thuyền trồng.